Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đoạn bài Muốn Em Là Của Riêng Mình của Ngơ và Nân, một ca khúc đã ra khá lâu rồi nhưng mà rất là hay, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đoạn. Mình cũng chưa thấy video hướng dẫn bài này và có một vài bạn yêu cầu hướng dẫn bài này, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đoạn bài này. Bài này thì thật ra cũng khá là đơn giản, nhưng để chơi hay thì mình nghĩ là các bạn nên nghe nhạc bài này nhiều. Bài này chỉ có bao gồm bốn hợp âm, một vang hợp âm, bốn hợp âm, đàn lui đàn tới nguyên cả bài này, chỉ có cách rải ở tay phải là thay đổi, còn cách bấm âm ở tay trái là y như nhau. Mình sẽ nghe cho các bạn cách bấm đúng tông, cách một là cách đúng tông của Nân và Ngơ, sẽ có hợp bốn hợp âm và bốn hợp âm đều chặn. Và cách thứ hai là mình sẽ đánh một tông khác nhưng mà ít hợp âm chặn hơn, nhưng mà sẽ khác tông với của Nân và Ngơ. Ok, mình sẽ hướng dẫn cách đầu tiên được cách đúng tông của bài hát và cách chơi của Nân và Ngơ. Đầu tiên vào hợp âm, các bạn sẽ sử dụng bốn hợp âm C thăng M7. Hợp đầu tiên là C thăng M7. Vào hợp âm, thứ hai F thăng 7. Hợp âm thứ ba là B major 7. Và hợp âm cuối cùng là hợp âm G thăng M7. Ok, đó là ba hợp âm của bài này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm hợp âm. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm hợp âm. Đó là hợp âm đầu tiên C thăng M7. Các bạn chặn ở ngăn thứ tư, một ngón vào đây và một ngón vào đây. Ok, chặn ở ngăn thứ tư, một ngón vào đây, một ngón vào đây. Mình đã đọc tờ đồ nhiều ở video trước nên hôm nay mình sẽ không đọc tờ đồ nữa. Các bạn có thể nhìn vào đây và bấm theo. Thực bảo các bạn lấy đàn ra và thực hành ngay thì sẽ nghe âm thanh để cảm âm thì hay hơn. Hợp đầu tiên C thăng M7. Hợp tiếp theo là hợp âm F thăng 7. Các bạn chặn được ngăn 2, một ngón vào đây và một ngón vào đây. Giới bản là giới số 6. C thăng M7 giới bản là giới số 5. Âm thứ 3 là âm B major 7. Các bạn chặn được ngăn 2, một ngón một đây, một ngón ở đây, một ngón ở đây. Được chưa? Và hợp âm cuối cùng giới bản của B major 7 là giới số 5. Và hợp âm cuối cùng là hợp âm G thăng M7. Các bạn bấm F thăng 7 từng tiến lên 2 ngăn, các bạn sẽ được là G thăng M7. Các bạn chặn được ngăn 4, bấm ngón vào đây, bấm ngón vào đây, ngón vào đây, ngón vào đây. Giới bản là giới số 6. Được chưa? Đó là vang hợp âm, vang hợp âm và cách bấm hợp âm. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đàn tay phải. Cách đàn tay phải ở những câu đầu của bạn, công thức đàn sẽ là: các bạn bấm hợp âm, vang hợp âm chuyển, đó là C thăng M7,
tháng 7, B major 7 và G tháng 17. Tất đại nguyên bài này các bạn đánh bấm tất đại có bốn âm vòng lui vòng tới lặp đi lặp lại như vậy. Các đánh tay phải thì các bạn sẽ đánh công thức như thế này. Bát, ba hai đồng thời. Sau đó mình chia bát, chia bốn, ba hai đồng thời. C thăng 17 các bạn chỉ đánh công thức là như vậy. Mình nói lại nhé. C thăng 17 công thức đánh tay phải bát, chia ba hai đồng thời. Sau đó là chia bát, chia bốn, ba hai đồng thời. Vậy là xong. Hợp âm C thăng 17 các bạn chỉ đánh như vậy. Ok. Bát, ba hai đồng thời. Bát, bốn, ba hai. Được chưa? Mình sẽ đánh lên thì nghe sẽ nghe như thế này. Ok. Bát, ba hai, bát, bốn, ba hai. Đánh nhanh nghe sẽ nghe như thế này. Ok. Sau đó các bạn chuyển ngay qua hợp âm F thăng 7. Tay phải các bạn sẽ đánh là bát, bát bụng dưới bát dưới bụng ba đồng thời cả ba dây. Ok, sau đó các bạn đánh dưới bốn ba dưới ba, sau đó đánh dưới hai và đập. Ok, mình nhớ lại hợp âm F thăng 7, hợp âm thứ hai F thăng 7 các bạn sẽ đánh là tay phải công thức đó là dưới bát dưới bụng ba đồng thời. Sau đó đánh dây 4, dây 3, dây 2, sau đó đập và xong hợp âm thứ hai. Đánh nhanh các bạn sẽ nghe như thế này. Ok, bát 4, 3, đồng thời. Sau đó đánh 4, 3, 2, đập. Chuyển ngay qua hợp âm tiếp theo. Hợp âm thứ ba là B major 7. Các bạn tay phải các bạn sẽ đánh là bát ba hai đồng thời, sau đó bát bốn ba hai đồng thời như hợp âm đầu tiên vậy. Hợp âm thứ ba và hợp âm đầu tiên các bạn tay phải sẽ giống nhau, đó là bát bát ba hai, bát bốn ba hai đồng thời. Ok, rồi chuyển qua hợp âm thứ tư thì các bạn cũng ý như hợp âm thứ hai vậy, như F thăng 17 vậy. Chuyển qua G thăng 17, các bạn sẽ đặt tay phải, đó là y như âm thứ hai, đó là bát, bụng ba. Bát, bụng ba đồng thời. Đi bụng, như ba, như hai, đặt. Ok. Vậy là xong ở nguyên mẫu âm và các đặt tay phải. Các bạn áp dụng và đặt hai câu đầu nhé. Hai hoặc bốn câu đầu, tùy vào các bạn sở thích của các bạn. Mình đặt nhanh lên sẽ như thế này. Ok, đánh chậm nó như vậy. Mình đánh lại nhé, đánh chậm. Vậy là xong intro. Các bạn có thể áp dụng cái này để đánh intro và cùng đánh vào bài cũng như vậy. Mình sẽ hát thử. Đèn đường vừa bật sáng, tôi ngồi đây dưới khung cửa sổ nhà ai, có điếu thuốc chưa tàn, cốc nâu nóng cạnh bên trò chuyện. Các bạn có thể thêm đập vào cách nhập đập bị chia lại như thế này vào cụ một câu cũng rất là hay. Ok, tùy vào các bạn các thích các đánh như thế nào, qua mình chỉ hướng dẫn các đánh các bạn, các bạn có biến tấu ra sao thì tùy vào sở thích của các bạn. Vậy là chỉ cần đánh như vậy cho tới hết bài. Dưới khung cửa sổ
hai câu sau các bạn có thể đánh các đại tay phải các bạn sẽ đánh như thế này, và những ở đoàn của bạn nữ hát thì các bạn sẽ đánh như thế này, ba hát ba hai ba hát. Công thức đánh các bạn lại dễ hoặc là nhớ công thức đánh như vậy nhé, ba hát ba hai đồng thời đập, sau đó đánh với bạn bạn và ba hai đồng thời cùng một lúc, rồi đánh thêm một lần với ba hai đồng thời nữa và đập. Ok, vậy thôi, công thức là như vậy, mình nói lại công thức nhé, đó là ba hát ba hai đồng thời đập, sau đó đánh với bạn với ba với hai đồng thời luôn, rồi đánh ba hai đồng thời thêm một lần nữa và đập. Đây hết một hợp âm, một hợp âm các bạn sẽ đánh công thức như vậy. Bốn hợp âm thì các bạn cứ đánh tay phải y chang như vậy, mình sẽ đánh mẫu cho các bạn thử. Sự bấm nguyên như vậy và bấm hợp âm thứ hai là các bạn sẽ chỉ thêm như bạn ở son, bạn son bấm bấm đêm mà bạn sử dụng bạn son. Ok, hợp âm thứ ba là hợp âm C mấy số 7, các bạn bấm C một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, sau đó bỏ bớt ngón này ra là các bạn sẽ có C mấy số 7 như bạn đã dễ số 6. Và bấm cuối cùng là bấm AM7, các bạn bấm một ngón vào đây, bấm một ngón vào đây, đây là bấm AM7. Ok, đó là bấm hợp âm, nếu các bạn sử dụng nó cao hơn tông gốc nhưng cách đánh thì lại dễ hơn, các bạn cũng đánh tương tự ý như vậy, công thức ở tay phải và cách đánh hợp âm như vậy nhưng chỉ cần đổi hợp âm thôi, ý đồng âm dàn hơn. Ok, mình sẽ đánh thử cho các bạn. Thời gian sớm nhất nhớ like, subscribe, nhìn lên cho kênh mình nhé. Bye bye.